Đấy, hiện tại thì kẹo đang bật mắt đồ họa game Free Fire nhá. Tất cả mọi thứ đều cao này, 60 phân hình này. Ui, phải nói là trời ơi, đồ họa đẹp dã man luôn. Với lại đảo chờ này thì thay đổi hoàn toàn anh em ạ. Đây là một đảo chờ hoàn toàn khác của game Free Fire nhá. Chất lượng hình ảnh không phải chê vào đâu được nữa. Yo. Và mình thấy là phiên bản Free Fire OB23 này là một phiên bản nâng cấp toàn diện luôn anh em ạ. Thề luôn, vào chơi game mà cảm giác đã vãi. Sướng vai anh em ơi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shop.sikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Và trong video này chúng ta sẽ cùng trải nghiệm phiên bản Free Fire OB23 nhé. Điều mà Kẹo rất là thích đó là trong phiên bản Free Fire OB23 thì sẽ có những tùy chọn dành cho anh em máy yếu. Đó là anh em có thể là giảm độ phân giải trong game xuống và wow, welcome, với độ phân giải thường anh em vẫn có thể là chơi được 60fps. Phải nói là rất là ngon đúng không anh em? Yeah, tuyệt vời. Nhân vật mới trong phiên bản Free Fire OB23 chúng ta sẽ có Luqueta. Mình là một streamer nên là được trải nghiệm trước phiên bản test mọi người nhé. Ok, với kỹ năng bị động đó là mỗi mạng hạ gục tăng máu tối đa thêm 5 luôn. Và nếu như mà anh em nâng cấp max cấp thì như thế này anh em ơi, hạ gục được một mạng các bạn sẽ có tăng thêm lượng máu tối đa là 30 máu, tức là thanh máu của anh em sẽ là 230. Phải nói là xịn sò hơn nhân vật của Hayato rất là nhiều luôn. Nhưng mà Hayato trong phiên bản này thì cũng có sự nâng cấp nha. Tức là chúng ta sẽ đến với đó là tiến hóa Hayato, hay còn gọi là Hayato tia chớp, ví dụ thế. Pet mới chúng ta có Mr. Uago. Đây là một chú chim cánh cụt mọi người ạ. Nhưng mà anh em nhìn thấy đấy, chim cánh cụt này không có béo. Rất là kiểu style nhá. Với những cái hành động đây thì mình cũng sẽ thoải mái sâu ra cho anh em coi. Yo. Ok, rất là đáng yêu phải không ạ? Hiện tại thì Ugo sẽ có là 2 skin nha. Tức là nếu như mà các bạn dùng cái con trợ thủ này, anh em cài lên cấp 6 thì sẽ có cái bộ trang phục này thôi. Rất là xịn. Giá bán hiện tại thì mình chưa thấy cập nhật trong shop, thì mình sẽ tìm hiểu và cập nhật sớm nhất cho tất cả mọi người nha. Yo, một con pet khá là xịn so con bò luôn. Nhưng mà nó là con chim cánh cụt mà. Yo. Đánh giá một xíu đi, đó là sảnh chờ Free Fire OB23 rất đẹp luôn anh em ơi, rất chất lượng nhá. Sảnh chờ 3D trông xịn vãi. Rồi nha, thì con pet mới sẽ có giá là 500 kim cương. Cũng như là nếu như mà anh em muốn mua cái gói nhân vật, gói siêu cầu thủ của nhân vật mới thì sẽ là 2500 kim cương. Với những anh em không có nhiều tiền thì chúng ta có thể lựa chọn đó là chỉ mua nhân vật thôi với giá là 600 kim cương. Ui, Luqueta, ngôi sao bóng đá. Kiểu anh em thấy không ạ, hành động ngầu vãi cả trưởng ra luôn. Một điều nữa chắc chắn là những người anh em của tôi sẽ rất là quan tâm, đó là trong phiên bản Free Fire OB23 sẽ có hai chế độ mới, đó là hộ tống, wow, nghe tên rất lạ phải không nào, và bậc thầy vũ khí. Nhưng lại chơi trong team 4 xịn sò luôn. Với những cái chế độ này thì mình cũng đã chơi thử nhưng mà chưa chơi được anh em ơi, bởi vì xem vừa test thì ít người quá, không đủ người để ghép trận cơ. Úi dồi, anh em thấy không ạ, hình loát vào game trông rất là ngầu. Hayato anh em ạ, với một phiên bản nâng cấp. Ấy, hiện tại thì Kẹo đang bật mắt đồ họa game Free Fire nhá. Tất cả mọi thứ đều cao này, 60 phân hình này. Ui, phải nói là trời ơi, đồ họa đẹp dã man luôn. Với lại đảo chờ này thì thay đổi hoàn toàn anh em ạ. Đây là một đảo chờ hoàn toàn khác của game Free Fire nhá. Chất lượng hình ảnh không phải chê vào đâu được nữa. Yo. Và mình thấy là phiên bản Free Fire OB23 này là một phiên bản nâng cấp toàn diện luôn anh em ạ. Thề luôn, vào chơi game mà cảm giác đã vãi. Sướng vai anh em ơi. Đồ họa đẹp sướng cả con mắt luôn này. Yo. Và có những cái công trình mới luôn anh em ơi. Một đảo chờ hoàn toàn mới mà, xịn sò luôn này. Yo. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cơ trưởng của chuyến bay này nhá. Yo. Dẫn xíu với anh em thôi thì mình vẫn là player chơi game bình thường. Ui, anh em có để ý là cái hiệu ứng khi mà anh em nhảy dù xuống không ạ? Nó có một cái hiệu ứng rất là mượt anh em ạ, kiểu wow. Này, hiệu ứng gió thổi anh em, trông cái con nhân vật lao đầu xuống nó cứ kiểu chơi vơi đảo đảo thế nào ấy. Ui, rất là thực anh em ạ. Tức là trong phiên bản Free Fire OB23 thì nhà phát hành đã tinh chỉnh lại một số thứ
khiến cho cái trải nghiệm game của anh em nó xịn sò vãi. Ui ôi, vỡ mẹ đều luôn. Vâng, hiện tại thì trên page Gardena Free Fire anh em có nghe thông tin về đảo quân sự 2.0. Còn ở trong cái phiên bản test này thì mình thấy là đảo quân sự nó vẫn như bình thường. Như vậy có thể là đảo quân sự 2.0 thì nó sẽ là một cái bản update thêm ấy, sau khi mà anh em đã cập nhật lên OB23 thôi. Về lịch cập nhật OB23 thì mình cũng chưa rõ, nói chung là sẽ thông tin cho anh em trong thời gian sớm nhất nhá. Nên là anh em đừng quên đó là hãy đăng ký kênh giúp mình nha. Cũng như là nếu như các bạn thấy nội dung trên kênh của Kẹo hay, đừng tiếc một lần like, một lượt chia sẻ video giúp Kẹo nhé. Ngứa tay quá mà. Không có gì để bắn nên là bắn thùng dầu chơi chơi vậy luôn. Phiên bản Free Fire OB23, đó, bật mắc đồ họa thì anh em thấy không ạ? Cái đầu của quan nhân vật mình còn nhìn thấy kẻ lưới cơ mà, với lại đổ bóng, trời ơi, các ông thấy không ạ? Nó lại xịn vãi cả trưởng ra luôn. Nhưng mà để tránh nóng máy thì mình nghĩ là anh em cứ bật cái cấu hình nó bình thường thôi, máy mát chơi game cho nó mượt, cũng như là ấy cái lúc mà anh em bắn thì nó sẽ ra đạn nhanh hơn, các thứ nút bắn nó ok hơn, cái phản hồi của con nhân vật đó thì mình muốn chia sẻ với anh em là như vậy. Vâng, cái kho quân sự hôm nay là chỉ có mỗi 2 đứa xong rồi, không còn thanh niên nào nữa. Về cái phiên bản mới này thì hầu như là vẫn chưa có player được chơi ấy, tóm lại là chỉ là một số những người đặc biệt được đăng ký trước này, hoặc là một số những streamer được chơi thôi, nên là anh em sẽ thấy là trong trận đấu tôi nghĩ là khả năng hôm nay là gặp toàn boss thôi công ạ. Nhưng mà nhá, quan trọng gì đâu. Tôi vào để test game cho tất cả những người anh em thôi mà. Ai, tầm này ở đây vắng vãi, mình không biết là còn người hay không ấy. Nhưng mà thôi, bây giờ cứ tranh thủ lượn lờ qua đây xíu nhở. Yo, ui. À, mày bắn anh đúng không? Thôi xong, chết con mẹ mày rồi. Đùa anh em ạ, nó dám cắn trộm tôi này. Thôi xong. Toang cho mẹ. Vuốt nhẹ cái vỡ đầu. Anh em có để ý là trong phiên bản mới Free Fire OB23 ấy, cái tâm súng nó khác không ạ? Với cái tâm súng này thì kiểu bắn sướng vãi. Ví dụ như lúc nãy là Kẹo cầm MP40 ấy, chứ còn là súng trường thì nó cũng không khác lắm đâu. Yo. Xong luôn, nhẹ nhàng, tình cảm, giải quyết xong 3 thanh niên. Thế là có 3 kill đầu trận rồi. Wow. Anh em thấy không? Ồ, các bạn để ý không ạ? Anh em bật ống ngắm lên ấy, thì nó sẽ có một cái khung viền màu đỏ nha mọi người. Đó, thì chắc chắn anh em sẽ dễ nhận biết kẻ địch hơn rồi. Bình thường tâm xanh này soi vào địch nó hiện tâm đỏ, quá là dễ luôn. Yo, và vẫn tiếp tục cuộc hành trình là đi săn mạng, làm sao mà kiếm được nhiều kill nhất trong trận đấu này nhá. Cơ bản thì ở cái server ten mình đang nghèo vãi cả trưởng, mua xong cái con nhân vật mới xong là đây, anh em thấy không ạ? Tôi là tôi còn chả có tiền để mua bộ trang phục xịn xịn cho cái con nhân vật này mặc. Đang mặc một cái bộ trang phục rất là đều luôn công ạ. Trời ơi, đấy, giáp nó còn không che cơ mà. Vâng, anh em thấy không? Khi mà tôi hạ gục được 3 mạng á, cái lượng máu tối đa của mình là 215 nha. Với cái lượng máu này thì nó sẽ không bị tụt như kiểu là có một cái con nhân vật nào nhở? Quên mẹ rồi. Hình như là Migo hay là cái gì ấy, lâu rồi tôi không nhớ. À, Antonio chùm băng đảng. Ôi chết mẹ ơi, thế có khi kiểu đầu video lại ngồi chém gió ngu với anh em. Đấy, tóm lại là cái con nhân vật mà giống tính năng của Lucetta thì đó là nhân vật Antonio cơ mà, chùm đại ca băng đảng nhá. Thì đại ca băng đảng Antonio sẽ được cấp một cái lượng máu đầu trận đủ má nó. Trời ơi, khinh khí cầu nó thả cho tôi cái thính này. Đéo hiểu kiểu gì quả thính cứ lăn như thế này. Ui, cẩn thận công nhá, nhiều ông là bị thính đè chết rồi đấy. Kiểu gì chỗ này cũng có bông keo, chuẩn bài luôn. Với cái khinh khí cầu thì anh em không còn sẵn lại đúng không nào? Vật phẩm tiếp tế toàn bông keo thôi, ngon lành với 4 chai bông keo, quá là xịn luôn. Với cái nhân vật Antonio ấy thì đơn giản là đầu trận các bạn được cấp máu, nhưng mà nếu như mà anh em máu của các bạn tụt đấy thì nó sẽ mất đi cái thanh đó. Còn nhân vật mới này duy trì trong cả trận đấu, trời ơi, xịn vãi cả trưởng ra luôn ấy. Thế nên là nếu như mà nhân vật mới này ra thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn luôn rồi. Ngoài ra thì lấy con này kết hợp với Alok này, xong kết hợp thêm Hayato, xong kết hợp thêm nhân vật nào nữa do anh em tùy chọn. Với tôi chắc khả năng tôi chọn thêm Kelly chạy cho nó nhanh, kiểu tốc độ bàn thờ. Hoặc nếu chơi team squad thì các bạn có thể là kết hợp tính năng của Moco đó, đánh dấu vị trí kẻ địch thì phải nói là rất là có lợi cho team luôn. Let's go.
anh em nào mà có tiền ấy thì mấy nữa cập nhật ấy, công mua cái gói nhân vật ấy cho bộ trang phục nó xịn, chứ như tôi không có tiền mua cái áo này trông dở vãi cả trường á. Nó không nổi bật cái con nhân vật mới Luqueta ấy, trông nó cứ rẻ tiền, nó cứ chip chip thế nào ấy. Công công nhận thế không? Nào lên xe. Wow, nó có cái hiệu ứng lúc anh em vào xe ấy, mượt phết. Nói chung về phiên bản OB23 người ta đã cải thiện một số cái hiệu ứng, ui kiểu cảm giác lái xe nhá, trông nó rất là mượt công ạ. Thật không, thấy không? Anh em thấy không ạ? Nó có một cái cảm giác rất mượt nhá. Đủ má, thằng nào đang lái xe thằng nào? Mày dám giết ở trên này à? Để mình lên mình xử nó một bài học. Cái đéo gì đây? Ui ôi. Cái này, cái này này. Thế nào lại bắn auto bố chảo? Ui cái này là mấy con boss rồi anh em ơi. Phiên bản mới thì người chơi không có nhiều ấy, nên là Gardena Free Fire ghép trận cho anh em chơi cả mấy boss nữa chứ. Cái kiểu bình thường ấy, làm gì mà bắn như thế nó lại cứ vào chảo đúng không? Yo, Luqueta trông cũng đẹp trai phê đấy nhở. Nhưng mà phải có bộ trang phục mà theo cái gói của nó cơ. Trang phục này trông chả hợp tí đéo nào anh em, trông rẻ rách vãi cả trường. Ai, tình hình là đây, video cũng dài rồi nhưng mà từ từ. Đủ má, đang tính kết thúc video lại gặp mấy cái thằng dở hơi này. Mấy con bot câu thì khó chịu không? Bắn auto vào mẹ chảo khó chịu vãi lìn dài. Nào, thế con thằng nào ở trên này? Chưa thấy đâu. Nó đứng chỗ nào, đứng chỗ khuất đúng không nhỉ? À đây. Mẹ mày này. Vỡ mẹ đầu. Ôi ôi, mấy con bot thường quá, thường quá. Yo, video thì cũng đã dài. Hôm nay thì mình sẽ kết thúc video này tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhá. Bye bye. Cảm ơn anh em rất nhiều. Yo.